chín nữa, chín nữa. Ô sao kiến như vậy? Ủa, con nó hả đã chưa? Chín nữa cả nhà ơi, quá phê luôn cả nhà. Ủa không? Ủa là trời coi nè. Cứng lòng luôn, cái lòng này em làm chiều dài nó là 5 tấc á. Ủa còn kìa, bà thấy là còn cái nữa kìa. Để vô vậy. Vậy một cái con. Quá đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Rồi hello cả nhà nha, hai chồng em rất vui được gặp lại cho cả nhà trong video tiếp theo của hai chồng em nha. Hôm nay thì hai chồng lại tiếp tục có cuộc hành trình đi thăm bảy con mối nè cả nhà. Đây luôn. Đi đi đường này luôn, đi hơi nào đi ra ruộng luôn. Đây ở dưới này nó hơi gặm gạp á cả nhà. Hôm nay thì hai chồng em thăm có thì bắt ra đã đặt lại luôn nha cả nhà chứ không có cuốn nha. Hôm nay thăm hai giác cả nhà ơi. Giờ thăm giác đầu tiên rồi có không có thì cũng đặt lại luôn rồi để chiều mới cuốn cả nhà. Có không? Chất quất cả nhà. Có kiến gì không? Còn dế luôn phải không? Rồi tiếp luôn. Quá trời kiến. Kiến quá cả nhà ơi. Trong đây nè, trong đây khác hay gì nè. Đây là có hàng kìa, có hàng kìa. Ui. Đây nè. Chưa chết không sao. Được một em cả nhà ơi. Quá trời. Đi đi đi, đem đem lại mát nè. Đem lại mát đi. Quá trời kiến cả nhà. Đúng rồi. Hôm nay em có làm cái lồng đem theo để đựng cái mối nè cả nhà ơi. Bây giờ hôm nay tam hai giác có làm cái lồng giống như cái lồng rắn vậy nè. Để đem theo để đựng cái mối cả nhà. Nè, mở cửa hôm đút cái đít vô trong cái miệng hôm này tự động nó ra. Một tay mở vịn cái nắp. Mở ra rồi lấy tay vịn cái nắp lại. Vịn cái nắp lại. Ừ. Này, chờ làm hồi gắn mối phóng ra luôn bây giờ. Thở là phóng ra. Đứng đây mà cũng có kiến trời. Một con cả nhà ơi. Đó thì còn dế luôn nha cả nhà, chính con vẫn còn dế nha, còn dế bên hông này ha. Đó em thua luôn, lúc nào em bẫy là em để một con dế bự em bỏ ngoài chứ, bỏ ngoài cho nhà. Quá trời là xe nó chạy ồn cả nhà ơi. Để đưa vô gốc cây đó luôn đi mẹ. Hồi sáng này em đặt thì ở ngoài nắng nhưng mà giờ là em phải giờ vô mát nha cả nhà. Quá trời con này trời bá nạnh luôn. Tiếp luôn. Có không? Có thì kiến chết rồi. Kiến quá cả nhà ơi. Hai con luôn hả? Đã vậy? Trời ơi.
Ôi ôi con cá mối nó mập. Coi cá mối gì, coi cá ké nè cả nhà. Đi bắt ra luôn đi. Đè đè cho gắn món nó ra. Đúng rồi, đè hơn chút. Đi qua nè. Qua nè, qua nè. Qua. Rồi. Rồi con cá ké đó đè hơn cho nó ra luôn đi. À, cá ké thì bỏ cả nhà, bỏ cá ké ra ha. À, được hai con rồi nè cả nhà, hai con bự trắng. Con cá ké con cắn người cá ngói sợ đứt cái đuôi luôn cả nhà. Gặp mà tình trạng đó mà để tới chiều là hai con cắn lộn rồi chết luôn. Ở bên lộ bên kia xe chạy nó hơi ồn cả nhà, nghe hơi ồn cả nhà thông cảm em ha. Bị về thăm bảy đây thì nó cũng cặp bên là lộ cả nhà. Là bên cặp nữa coi. Bự không? Tạm được, tạm được cả nhà, sáng giờ. Giấy chết hết luôn. Rồi cho ra đi, cái này có cửa đó. Mở cái đó ra trước. Cái tay vừa vịn cái nắp. Vừa vịn cái nắp vừa mở. Đúng rồi. Ok, từ từ vô. Đúng rồi, giở nắp lên trên luôn. Rồi vậy đó. Đó, quá dễ dàng. Làm chừng vài chục con vậy là quen rồi. Bỏ vô đi. Ừ, ba con này cả nhà. Cái làm cái lồng này nó dài á, làm cái lồng dài này khoảng 5 tấc á cả nhà. Tới luôn, bị gì cái mới thăm đó mà tới thằng này luôn hay vậy. Bự không? Ồ đây có món bự bự không hay mẹ? Món bự bự không? Rồi cứ ăn cũ cảnh cũ vậy thôi, biết cách rồi chứ phải không? Cái hôm này đó, quan trọng là tay vịn lại cái cửa lại. Khỏi cái phèo cái này. Qua cái tọt liền thấy rồi cả nhà, quá đơn giản. Rồi bắt con dế bự bỏ ngoài thôi là ok mẹ, còn dế phải không? Sớm giờ thăm bao nhiêu cái nhớ không? 50 cái gì thôi. Từ từ làm gì gấp như vậy? Để đó, đây trống nè. Làm gì dính mừng hay gì? Coi chừng mấy cây nó gai không á. Bự không? bự không à, yên ha, cái món này là ok rồi đó. Trời ơi gì nè mẹ ơi, để cái bẫy vô đây luôn nè, để làm cho thấy cực khổ quá à. Quan trọng là cái nắp bên kia, bên đây thì khỏi lo rồi. Đó, dỗ bên đó là nó chạy qua cả nhà. Cành đào.
một con thôi mẹ ơi, còn dế ít quá, cho một con thôi. Có dế bên lồng ngoài, bên cặp bên hông thì vẫn còn nghe cả nhà, nhưng mà tại em cho thêm một con dế bự nó nằm ở bên ngoài sẵn, vô đó đặt luôn đi giùm ba luôn đi mẹ. Đó chỗ ra cái bụi cây nhỏ nhỏ đó đặt đại đi. Bây giờ là sớm là em đặt ngoài nắng, không bây giờ là em dời vô trong mát hết, bởi vì để tới chiều á là không có sợ nó chết á. Cái nhà biết sao không, bây giờ, nó nắng thì không có nắng không, nhưng mà nó hầm lắm cả nhà, thêm guồng vô trong mấy ba cái cỏ cây rồi này nó cũng hơi mệt á. Chịu khó kiếm giùm ba đi, thì sáng đặt cũng không có làm dấu cả nhà, cho nên bây giờ thăm chịu khó vừa đi vừa kiếm. Gì, năm con hả, năm con hả, ghê hả, trời ơi một con sao dơ năm ngón tay bà nguyên bàn tay chứ vậy. Trời ơi có một con, đâu đâu, quá đã luôn cả nhà, con gắn mối này hết hồn, gắn mối cầm cái hơm đàng hoàng. Rồi có một con mà dơ nguyên bàn tay, làm tưởng đâu năm con hết hồn. Đi đi vô trong mát đi. Có một con mà dơ nguyên bàn tay, làm tính đâu năm con là cứng lòng bẫy luôn á. Vô kia luôn, vô kia luôn cho mát luôn. Đó. Mấy con à ta? 5 con. Nói chung là con nào nấy bự bự không cả nhà ơi? Nào nấy bự bự không à? Qua hả? Đây. Đây cả nhà ơi. Con nào nói chà bá không? Có con này bị cắn te tua cái đuôi chưa? Có không? Có. Ờ, có, thấy nó gãy tung tung có luôn kìa. Rồi ngồi đó luôn, ngồi bắt ra luôn đi. Nói chung là sớm giờ dính gắn mối bự bự thôi ha. Đã thiệt. Cái điểm này điểm cũ đó nha, điểm này lâu quá rồi không có tới đây bẫy lại. Này bẫy dính gắn mối bự không? Gắn mối chúa không? Hết hồn con gắn mối luôn à. Kiến không? Mà có cái ở đây kiến quá cả nhà ơi, quá trời kiến luôn. Sơ hở là kiến nó xử hết, sơ hở là kiến nó xử hết trơn. Sẵn vô mồi hai cái luôn đi mẹ ơi. Nãy em có đem theo một cái khi cua cơ nha. Bây giờ hai cái nó bị mồi ấy, giờ sửa sang bỏ mồi vô đặt lại luôn. Hôm bữa nay là tin là bảy bỏ tới chiều cuốn thôi. Hôm nay cũng có rảnh thời gian với lại tranh thủ có gắn mối cho anh em mấy ngày chủ nhật ta nhậu á. Hôm nay quyết định là đi thăm hai buổi luôn. Sao mệt không mẹ? Không có mệt. Không mệt hả? Lội về đây mà không mệt hả? Lý do? Tại nó mối nhiều quá ham nên không mệt. Ngước mặt lên coi. Sao? Không có mệt. Lý do sao không mệt nè? Chứ ba lội ba mệt gần chết luôn nè. Tại đi vậy á nó không có mệt. Nói chung là thăm có dính là thấy nó không có mệt phải không? Ừ. Thấy ham phải không?
Tuy gì đây nó hơi cực nhưng mà nó kiểu như thăm tới cái bẫy mà thấy có dính là thấy ham lắm các anh ơi, mê lắm. Guồn guồn vô cỏ chứ còn cái nó hết hả vậy mẹ ơi, còn cái hai quên không biết. Dính nữa, dính nữa. Ôi sao kiến dữ vậy, chết không? Ôi còn sống rồi, là rồi đó nha, còn sống là ok. Rồi đưa đưa cái xe cua bỏ bỏ vô, bỏ vô vỏ điện thoại bắt ra luôn, đưa cái xe cua đây ba đặt lại cho. Kiếm lắm, cái này kiếm lắm. Hơn là có đem cái bẫy xe cua. Đó, giờ giác giờ thì em sẽ dò cái bẫy này vô trong mát nha cả nhà. Rồi ok. Đây. Còn cái nữa hả vậy mẹ ơi? Ôi còn đó còn cái nữa hả vậy mẹ ơi? Quên không biết sáng như nếu còn cái này nó hết hay gì nè, đồ còn đâu đây cái nữa đó. Ủa con nữa hả, đã chưa dính nữa cả nhà ơi, quá phê luôn cả nhà, được không? Ôi ôi con nào con nấy chả bán nợ đâu, ngồi đây bắt luôn đi mẹ ơi. Đây. Tuột quần luôn rồi, tuột quần luôn rồi. Nói chung là cũng có dính là gai im cả nhà ơi. Ủa còn kìa, bà thấy à, còn cái nữa kìa. Để vô, để vô. Gì một mấy con? Hai con. Quá đã luôn cả nhà ơi. Có con à? Trời hết chưa ta, hết chưa ta? Lả 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 đi thêm khúc nữa coi con. Quá trời, lấy giờ dính gắn mối bự thôi nghe, chưa có con có mối nhỏ nào chưa luôn á. Hết hết gì rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, không tới đây đâu. Rồi vô vô bắt hai con này ra đi rồi đặt lại hai cái này luôn, quá sướng, đem qua đây mát rồi mẹ ơi. Rồi giờ còn hai cái cả nhà, hai cái dính hết giờ em chút ra rồi em sẽ đặt lại luôn. Nói chung là cái điểm này lâu quá rồi không đặt lại, đặt lại dính cũng ok cả nha, ngon. Sớm giờ gắn mối của bự không à. Ui là trời coi nè, cứng lòng luôn, cái lòng này em làm chiều dài nó là 5 tấc á. Coi nè, con nào con ấy chà bá nện không à, không có con nào nhỏ chứ hết trời. Đó trời luôn. Mối thiên nhiên nè, 3. Điểm lớn lên cho ba nghe chứ coi. Mười một con. Quá trời, con nào con nấy chà bá nện luôn á nha. Sớm này em đặt khoảng 15 khoảng 15 cái bẫy á cả nha, 15 cái bẫy á. Cái điểm này trước đây thì đặt rồi, hôm nay đặt lại. Lâu dữ lắm rồi mới đặt lại cái điểm này á. Đúng rồi, 11 con. Đó, thành quả là thăm buổi sáng là được 11 con cả nha. Quá đã luôn. Thì cũng có một số cái là bị kiến nó xử mấy con dế hết trơn rồi, cho nên không có dính hết mấy cái nữa cả nhà. Ngon lành luôn. Nói chung là rắn mối mùa này cũng mùa này là rắn mối chắc cũng có chữa hay sao mà đặt mấy con này nó có chữa nè. À trời. Mấy con này là có chữa trứng nè. Rồi hai chồng em cảm ơn cả nhà mình đã dành chút thời gian ra để theo dõi đoạn video của em nha. Thì cả nhà xem video nếu thấy hay thì ủng hộ cho hai chồng em một like, một lượt chia sẻ cho nhiều người biết đến nha cả nhà. Rồi thì nếu mà anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình hãy đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí luôn nha. Đăng ký kênh là để khi mà em đăng video lên là mấy anh chị là sẽ là người cập nhật, là người theo dõi video em là đầu tiên luôn nha. Rồi video em sẽ kết thúc ở đây.
Còn buổi chiều thăm thì em không có quay lại nha. Buổi chiều thăm có ai có thì hai chồng em không có quay lại. Rồi video em xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Bye bye. Rồi giờ mẹ ngồi đây, đi ba chạy xe vô rước cho ha. Đi luôn hả? Đi.